Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà vườn có view nhà vườn mát mẻ, có tổng diện tích lên tới 2.100 m², có hai căn nhà gỗ hai bên, đây quý vị, hai căn nhà tròi hai bên và có view phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh đầy đủ hết. View sân vườn thì sân ở đây được chủ nhà lót gạch sạch sẽ, mình có thể để được 5-7 chiếc xe hơi thoải mái luôn quý vị. Và nhà có hướng đông nam, đường xe ô tô di chuyển tránh nhau thoải mái luôn quý vị nhé. Đây là khu vực view sân vườn, bên đây thì có một cái chòi hình chữ nhật đây bằng chòi gỗ, và bên đây thì có một căn nhà gỗ đây. Phía sau đây là lối đi vào view sân vườn, và bên đây cũng đi vào view sân vườn quý vị nhé. Mình di chuyển vào khu vực bên này trước, một căn nhà hình chữ nhật. Trên đất thì có nhiều cây ăn trái như cây mít, cây măng cụt cũng như cây sầu riêng, và những cây nữa như là chuối, cây dâu, cây roi, cây mận, có đầy đủ hết quý vị nhé. Có cả dừa nữa quý vị ơi. Xung quanh đây là view sân vườn quý vị này. Nhà đã trồng kín hết các cây ăn quả rồi. Đây quý vị, ở đây thì có mít, mùa này thì không có măng cụt quý vị nhé. Đây thì có cả cây sầu riêng ở đây này. Một view sân vườn xanh mát, nghỉ dưỡng ở đây. Căn nhà này có địa chỉ tại phường Hưng Định thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với chợ Búng, gần với cầu ngang, giáp với phường Bình Nhâm, Lái Thiêu. Đây quý vị, quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở chợ Búng, hoặc là Ủy ban Nhân dân phường Hưng Định, Ủy ban Nhân dân phường Lái Thiêu, hoặc khu vực cầu ngang. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà vườn này. Mình xem khu vực sân vườn xung quanh rồi mình sẽ vào trong tham quan chi tiết căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ thì có đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Mình ra vườn tham quan một xíu khu sân vườn ở đây quý vị nhé. Đây, cây măng cụt sum xê luôn. Đất ở đây thì trồng cây rất là tốt quý vị ạ. Nước ở đây cũng rất là sạch sẽ. Nước ở đây cực kỳ sạch quý vị nhé, không có mùi hôi đâu quý vị. Các phường như phường Hưng Định, phường Bình Nhâm, tất cả nhà nào cũng có một xíu rạch nước, nhưng nước nhà nào cũng sạch sẽ. Ở đây có đầy đủ cây ăn trái này. Cây sầu riêng khá là cao quý vị nhé. Do chủ nhà ở xa không có thời gian chăm, chủ nhà cần bán lại căn nhà này cho anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở nghỉ dưỡng. Thì xem được video này, hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp và trao đổi. Quý vị nào đang có sản phẩm nhà cần bán các khu vực thành phố Thuận An như khu vực Bình Nhâm, Lái Thiêu, khu vực Vĩnh Phú, hoặc khu vực Hưng Định, An Sơn của Thuận An, Bình Dương, thì hãy liên hệ với Hồng Sơn. Hồng Sơn review miễn phí luôn quý vị nhé. Khu vực phía sau của căn biệt thự này, đây quý vị, và trong đây là khu vực căn nhà gỗ nhà mình. Bây giờ mời quý vị vào trong ta tham quan chi tiết cái căn nhà gỗ này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Nhà thì tất cả được chủ nhà xây gạch đinh hết. Đây, có cả máy lạnh đây quý vị nha. Và ở đây này, có những sản phẩm bàn ghế gỗ cũng như là tủ rượu bằng gỗ cảnh ngọc trai khá là lâu năm. Như chủ nhà nói, những bộ bàn ghế này, những sản phẩm đồ gỗ này khá là lâu đời rồi. Đây quý vị, một bộ bàn ghế 10 ghế cảnh ngọc trai đầy đủ hết. Và xung quanh có những cây cột gỗ quý đây. Những bộ bàn ghế này có tuổi thọ khá là lâu đời, trên thị trường thì giờ rất là hiếm quý vị nha. Bên đây một bộ bàn ghế nữa,
cũng được cảnh ngọc trai, và đây cũng một bộ nữa quý vị này. Và từ vị trí này mình nhìn ra view sân phía trước cực kỳ đẹp. Căn nhà gỗ này thì xung quanh đều được chủ nhà làm gỗ hết từ dưới lên trên, và trên thì được chủ nhà lợp ngói hết quý vị. Tổng diện tích 2.100 m², có 160 m² thổ cư đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá gần 18 tỷ vẫn còn thương lượng. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để xem trực tiếp và có giá tốt nhất. Đây khu vực tủ rượu thứ hai. Và đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn và có gắn máy lạnh luôn quý vị nha. Có cửa sổ phía sau, có tủ áo đây. Và phòng vệ sinh được chủ nhà làm phòng vệ sinh khép kín trong này này quý vị này. Đây quý vị, phía sau cánh cửa này nha. Một căn nhà gỗ có view mát mẻ, thuộc phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với phường Lái Thiêu, gần với phường An Sơn. Đây là khu vực view bếp. Khu vực đây thì bên Hồng Sơn có rất là nhiều căn biệt thự nhà vườn, view nghỉ dưỡng và những lô đất xây biệt thự nhà vườn. Quý vị hãy liên hệ với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Và đây là phòng vệ sinh ở ngoài dành cho khách và khu vực phòng bếp. Tổng nhà này có 2 phòng vệ sinh. Đây quý vị. Một view phòng khách cực kỳ rộng luôn, có tới 3 bộ bàn ghế khu vực phòng khách. Ở ngoài thì có một cái chòi gỗ ở ngoài nữa quý vị nhá. Và từ góc nhìn này mình nhìn ra cái đường vào này. Đường vào ở đây. Quý vị, xe hơi di chuyển và tránh nhau thoải mái. Nhà này để được 5-7 chiếc xe hơi, thoải mái luôn nha. View mát mẻ. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở khu vực cầu ngang hoặc là chợ Búng của phường Hưng Định, phường An Sơn và Ủy ban Nhân dân phường Lái Thiêu. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé.